Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ ngày hôm nay, Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt lần đầu tiên đến với San Diego, đến với VNTV ngày hôm nay. Đó là ca nhạc sĩ Đình Đại. Thưa quý vị, ca nhạc sĩ Đình Đại đến từ Paris. Anh là một trong những người nhạc sĩ, ca sĩ có rất là nhiều tài. Anh chơi thông thạo rất là nhiều nhạc cụ. Bên cạnh đó, anh sáng tác rất là nhiều những nhạc phẩm về đấu tranh, về thân phận người Việt Nam, về tình yêu quê hương đất nước. Tuy nhiên, thưa quý vị, không phải chỉ chuyên về dòng nhạc tranh đấu. Ca sĩ Đình Đại có một tiếng hát chuyên chở những dòng nhạc tình ca rất là tuyệt vời. Và thưa quý vị, ngày hôm nay một cơ duyên, anh đến với San Diego của chúng ta, đến với VNTV để cùng tâm tình với quý vị khán thính giả. Trước hết, Vân Anh chào anh Đại. Dạ vâng, dạ, xin chào chị Vân Anh, cũng như là xin chào tất cả các quý cô chú bác và chị em ở San Diego. Trước hết thì anh Đại đã đến San Diego lần nào chưa hay là lần đầu tiên? Đây lần đầu tiên chị. Vâng, thưa quý vị, lần đầu tiên và một rất là tình cờ và rất là gấp, rất là vội vã phải không anh? Dạ vâng, tại vì sáng mai là đã phải bay đi Seattle để mà có một cái buổi trình diễn vào cuối tuần này ở Seattle. Vâng, thưa quý vị, được biết là trong những ngày vừa qua, ca nhạc sĩ Đình Đại đã có những chương trình văn nghệ tại miền Nam California của chúng ta trong dịp lễ kỷ niệm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, phải không anh? Vân Anh được biết là có một chương trình tại Nhật Báo, Việt Báo và một chương trình do đàn Yuka Nam California tổ chức với dòng nhạc của anh Đình Đại và có sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của khán giả tại Nam Cali, phải không anh? Dạ vâng ạ, cái ngày 20, cả hai ngày 20 và 28 đều là hai cái ngày ra mắt cái CD lần đầu tiên ở Nam Cali, cái CD Hạnh Phúc Cho Ngày Mai mà quý vị thấy ở đây. Ngày 20 là cái ngày chuyên chở những cái như là một cái buổi tâm tình giữa Đình Đại với lại quý đồng bào ở Nam Cali. Trong đó Đình Đại trình bày những tác phẩm của Hạnh Khúc Cho Ngày Mai và một số nhạc phẩm tiếng Pháp cũng như là một bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, một người nhạc sĩ Đình Đại rất là yêu mến. Thì cái ngày 20 đó là cái ngày mà xem như là cái bài ngày tâm tình của Đình Đại đối với lại quý khán giả. Cái ngày 28 là cái ngày chủ đề Hạnh Khúc Cho Ngày Mai, chuyên đề cho ngày 30 tháng 4, thưa chị, và được tổ chức do Moonlight, cho đoàn Yuka Nam Cali tổ chức tại hội trường Moonlight. Cả hai buổi đó thì ngân sách mà thu được đó trong hai đợt phát hành CD của ngày 20 ngày 28 đó thì Đình Đại cũng được chia sẻ cái số tiền đó cho hai quỹ từ thiện, một quỹ từ thiện và một quỹ cho đấu tranh quyền Việt Nam. Cảm ơn anh rất là nhiều. Trở lại, anh có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả, đặc biệt là tỉnh San Diego, một chút xíu về anh. Tức là anh đã định cư tại Pháp bao lâu rồi? Và cái lý do gì mà anh lại ở Pháp? Thường thường những người ca nhạc sĩ thì hay chọn Nam California hoặc là tại Hoa Kỳ. Thì anh có thể cho biết điều này. Thưa chị, thì em sang Pháp vào đầu thập niên 90. Và ở Pháp cho tới bây giờ chắc là 28 năm rồi ha. Mới đầu thì mình cứ đếm số năm nhưng bây giờ thì mình không đếm nữa. Đúng rồi. Thực ra thì em chỉ là một cái người đi lạc vào cái lĩnh vực âm nhạc. Em không có một cái chủ đích sáng tác. Chỉ là một cái dịp tình cờ thôi. Rồi cũng làm những cái sự khuyến khích của các anh chị mà đã cố gắng ra mắt ba cái CD. Cái CD đầu tiên năm 2016 là một cái CD Đình Đại viết dành cho tù nhân lương tâm, mang tên là Lửa Tù, nó có 10 bài viết dành cho tù nhân lương tâm. Cái CD thứ nhì là một cái CD trải nghiệm Đình Đại phổ thơ của nhà thơ Cao Nguyên ở Virginia. Và cái CD thứ ba là cái CD Hạnh Khúc Cho Ngày Mai, là một CD mà cái dự án này Đình Đại đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa có dịp để mà phát hành, và đây là một cái cơ duyên đưa đến. Và cái may mắn là cái CD này được rất nhiều tiếng hát của nhiều châu lục, từ bên Úc, Pháp, Đức,
và ngay cả ở Việt Nam nữa chứ. Cùng các anh chị em cũng có đóng góp trong cái CD này. Và một cái điều thú vị nữa đó là CD được phát hành vào đúng mùa 30 tháng 4. Đúng rồi, đó là tại phải nói là thủ phủ của người Việt tị nạn, tị nạn tự do. Chúc mừng cho Đình Đại với cái CD vào một cái dịp rất là có ý nghĩa này. Đình Đại ơi, tức là Đình Đại nói là lúc đầu tiên bắt đầu sáng tác là vào năm nào? Có thể nói là em tập tành làm nhạc từ rất là sớm. Một trong những bài mà em làm sớm nhất đó là cái bài em phổ thơ của nhà thơ Tô Thủy Yên. Trong cái trường ca Ta Về của ông, thì cái bài hát đó được có ra mắt cái bài hát đó trong cái CD Lựa Tùng của chị. Thì có lẽ là cái bài hát đó em viết vào khoảng năm 95, 96 gì đó. Và được biết là anh cũng chơi thành thạo nhiều nhạc cụ khác nhau phải không anh? Anh chơi guitar rồi piano được phải không anh? Thực sự thì nói là thành thạo thì cũng không đúng. Em là đứa mày mò rất là nhiều, thích nhiều nhạc cụ cho nên là piano... Chắc chị hơi thiên vị khi nói vậy không anh? Piano thì cũng mày mò được một chút, rồi guitar rồi trống cho chị. Oh wow! Những nhạc cụ mà chị lại thích cho nên là... Và cái lý do gì mà anh chọn sáng tác cái dòng nhạc tranh đấu? Là một cái con đường anh đi nó sẽ khó khăn hơn là khi là anh sáng tác nhạc tình hoặc nhạc quê hương. Thì chị, như là em đã nói đó là em không có chọn lựa con đường sáng tác. Nhạc em chỉ đến với âm nhạc như là một cái cũng không phải là một thú vui, nó như là một cái người bạn mình tâm tình. Khi mà mình có những cái điều mà mình cần chia sẻ mà không biết nói với ai, mình làm cho mình. Thay vì người ta làm thơ thì em hát lên những cái tâm tư của mình. Và vì sao lại là nhạc đấu tranh thì em không có quan niệm là nhạc của em là một cái dòng nhạc đấu tranh. Có thể nói là một cái dòng nhạc mà em chia sẻ, em cảm thông và em lắng nghe những gì xảy đến đối với lại đồng bào, đối với lại người dân ở trong trước đó. Và những cái suy tư của mình đó, về cái thời cuộc. Và mình viết lên như thể là người ta viết một bài văn đó. Thì em viết nó lên bằng âm nhạc và hát cho mình đó. Và có nhiều cái cơ may là được đón nhận cho nên là mình bây giờ bắt đầu chia sẻ đến với lại quý cô chú bác anh chị em. Vâng, thưa quý vị, nói đến đây thì Vân Anh xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đình Đại. Nhạc phẩm đó cũng có trong cái CD Hạnh Phúc Cho Ngày Mai. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Dạ vâng, cái bài hát đầu tiên thì Đình Đại xin gửi đến quý cô chú bác, quý anh chị ở San Diego, đó là bài Xác Người Việt Vô Danh. Đây là một bài hát nằm trong 10 bài của CD Hạnh Phúc Cho Ngày Mai đã được phát hành tại Orange County ngày 20 và ngày 28 vừa qua. Bài Xác Người Việt Vô Danh là em viết vào cũng vào trong dịp tháng 4 2017. Dựa trên hai câu thơ và nhất là một cái hình ảnh mà có lẽ là sau này chị sẽ có dịp mà trình bày cái hình đó. Thì đó là hai câu thơ của một người Anh ở Paris mang với bút hiệu là Cổ Ngư. Hai câu thơ đó như thế này, đó là: người chết sắp mắt oan quên khép hồn về trời, tóc vải đứt đen máu đỏ lồng ngực hoen màu áo trắng. Từ hai câu thơ này mà Đình Đại đã phát triển ra thành một bài hát. Và cái bài hát này cũng chính là cái tâm tư cũng như là cái suy nghĩ của Đình Đại về cái biến cố 30 tháng 4. Và sau đây Đình Đại xin gửi nhạc phẩm này đến với lại quý cô, chú bác và các anh chị cùng tiếng đàn guitar cũng như là tiếng mandolin của cậu Khánh. Xin mời quý cô chú bác và anh chị nghe. Người chết
bài đất đen máu đỏ lòng ngực quen màu trắng đàn hiền buồn tiếng như đồng yêu dấu ngày tươi xanh chưa kịp đông trôi tuổi thanh xuân chưa kịp nói lời yêu. Mẹ mong con đã đi đâu trên đường quê hương ngày cha đã chết ngày anh đã chết ngày quân anh em con mồ trên sông. Hay thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Xác Người Việt Vô Danh, một trong những ca khúc trong CD Hành Khúc Cho Ngày Mai. Thì đến đây thì Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị CD Hành Khúc Cho Ngày Mai của nhạc sĩ Đình Đại đã được phát hành khắp nơi, đặc biệt là tại miền Nam California và cũng đang có mặt tại studio của VNTV. Quý vị muốn và nên có cái CD này trong cái tủ nhạc của chúng ta thì mời quý vị đến với studio của VNTV ha quý vị ha. Tiếp theo thì anh, cái sinh hoạt tại Pháp của anh trong những ngày tháng vừa qua như thế nào và những dự định gì của anh trong tương lai trong năm 2019? Dạ, thì em cũng sinh hoạt về văn nghệ văn hóa rất là nhiều ở Paris, như là những cái buổi nhạc nhẹ hay là những cái buổi nhạc thính phòng, cũng như là em có cũng tham gia đóng tuồng cải lương với lại wow. với lại các anh chị em ở Paris. Thì năm vừa rồi em có đóng những cái trích đoạn về tiếng trống violin. Wow. Sắp tới đây thì hơi khó một tí là phải hát một cái trích đoạn về Lục Vương Tiên thôi chị. Wow, chúng ta chưa nghe ở trong cái lĩnh vực này phải không quý vị? Chúng ta phải có một cái chương trình cho Đình Đại tại San Diego để chúng ta có thể nghe được tình ca, nhạc
về quê hương cũng như là anh sẽ hát vọng cổ cho quý vị tại San Diego phải không? Khi mà anh đến với California trong những ngày qua đi trình diễn, anh có cái cảm xúc gì không anh? Hoặc là đây là lần thứ ba anh tới chưa? Thực ra thì ngay cả cái chuyến đi đầu tiên của em sang Hoa Kỳ là em đi Virginia, Cali, Nam Cali, Bắc Cali và Seattle. Thì em rất thích cái sinh hoạt ở Mỹ nói chung và riêng biệt ở vùng Nam Cali, vì em thấy rằng rất phong phú. Thứ nhất phong phú, thứ nhì nữa là nó có nhiều phương tiện và đặc biệt là có rất nhiều người vẫn còn có tấm lòng và rất đam mê âm nhạc. Chính vì lẽ đó cho nên là em cảm thấy như là mình được bơi trong một cái dòng nước mát. Thành ra là đây là một cái môi trường mà em thấy là một trong những cái mảnh đất hiếm hoi đó, còn lại để mà mình có thể hát một cái tự do và truyền tải những cái tâm tình của mình đó. Chứ những cái bài hát mà mang tính tranh đấu thì chị biết là rất là khó chia sẻ. Ngay cả ở hải ngoại chứ không nói chi là ở trong nước, ngay cả hải ngoại cũng có nhiều nơi cũng rất là khó chia sẻ. Thì may mắn thay, Cali vẫn còn là một vùng đất tự do cho những người nghệ sĩ như chúng ta. Có lẽ là tại vì anh cũng có một cái giọng hát, khi mà mỗi lần anh trình bày những cái nhạc phẩm tình ca thì cũng chạm vào trái tim của khán giả, cho nên đó là lý do mà anh được ưu ái nhiều hơn. Phải không anh? Thưa quý vị, một lần nữa xin được giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Đình Đại với những dòng nhạc tranh đấu cũng như tình ca của anh, và đây là CD lần thứ 3. Nếu mà quý vị ở xa mà muốn có cái CD này thì anh có website gì không anh? Dạ thưa có thể liên lạc với Đình Đại qua dinhdaimusic@gmail.com và có thể đặt mua CD trên website của Viettel. Vâng, và trong website của anh thì quý vị khán thính giả cũng có thể theo dõi những cái sinh hoạt thường xuyên của anh phải không anh? Vâng ạ. Hiện thời thì em chưa không có thời gian để mà tạo cũng như là duy trì một cái website cho mình. Em vẫn theo cách truyền thống đó là ra CD và có một vài bài trên YouTube thôi chị. Nhưng mà sắp tới hy vọng là sẽ có nhiều thời gian hơn để mà... Anh có Facebook không anh? Để quý vị khán giả có thể theo dõi những sinh hoạt văn nghệ của anh không anh? Dạ có, Đình Đại có cái Facebook là Đại Bùi. Mà thực ra thì cái Facebook đó là cái Facebook theo dõi, để Đình Đại theo dõi tình hình trong nước nhiều hơn là một cái Facebook mà chia sẻ những cái sinh hoạt. Thì có rất nhiều sinh hoạt Đình Đại, Đình Đại cũng không chia sẻ trên Facebook. Trước khi chúng ta thưởng thức một nhạc phẩm nữa của nhạc sĩ Đình Đại cũng trong CD Hành Khúc Cho Ngày Mai, anh có thể cho quý vị khán giả được biết là cái sự quan trọng như thế nào để mà mình sáng tác ra những cái nhạc phẩm mà cũng không phải là, giống như anh nói, cũng không phải là tranh đấu mà về hiện tình đất nước tại Việt Nam cho tất cả mọi người, kể cả trong nước và ngoài nước. Thì cái sức sáng tác của anh cũng như những người tác giả khác nó quan trọng như thế nào anh? Theo sự quan sát của cá nhân em thì em thấy rằng cái dòng nhạc tranh đấu hầu như là ở hải ngoại nó chưa bao giờ ngưng nghỉ, kể từ khi mà chúng ta lưu vong ở trên đất khách từ sau năm 1975 thì đã có rất nhiều nhạc sĩ nổi danh, nhất là Việt Dũng, Nguyệt Ánh hay là Phan Văn Hưng vân vân. Cho tới bây giờ khi vào thời buổi này thì cũng có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác những cái bài hát tranh đấu. Ngoài những người nổi tiếng, bên cạnh đó cũng có những người hầu như là ít người biết tiếng đến nhưng mà cũng sáng tác rất là hay. Thật sự ra là em nghĩ là cái môi trường sáng tác thì nó có, và cái sự sáng tác nó cũng rất là phong phú, chỉ có điều là nó có đến được với lại quảng đại quần chúng hay không thì đó là một cái điều khác. Và riêng về cái nguồn cảm hứng thì em nghĩ là nếu như mà chúng ta lắng nghe, theo dõi, lắng nghe thì tự khắc
mình sẽ tìm được những cái nguồn cảm hứng ngay chính những cái sự kiện nó xảy ra, đang xảy ra hàng ngày trên đất nước. À, vâng thưa quý vị, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và cảm ơn cho phần chia sẻ của ca nhạc sĩ Đình Đại ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng cho sự ra mắt cái CD thứ 3 của anh, mà anh nói là anh đã ấp ủ trong suốt thời gian vừa qua và được sự đón nhận rất là nồng nhiệt của quý khán thính giả tại miền Nam California của chúng ta. Bên anh cũng mong là quý vị khán thính giả tại San Diego cũng đón nhận những CD của ca nhạc sĩ Đình Đại, và chúng ta ước mong sẽ có dịp anh Đại trở lại San Diego để chúng ta có một cái chương trình để gặp gỡ hết tất cả quý khán thính giả tại San Diego, phải không anh? Và sau đây mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm kế tiếp của ca nhạc sĩ Đình Đại trong CD một lần nữa, Hành Khúc Cho Ngày Mai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Chúc cho ca nhạc sĩ Đình Đại sẽ càng ngày càng thành công hơn, và mỗi một nơi mà anh dừng chân thì khán thính giả ở nơi đó càng ngày càng đón nhận giọng hát, tiếng đàn của anh, những cái nhạc phẩm của anh càng ngày càng nhiều hơn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin thân ái chào tạm biệt. Và bài hát thứ nhì là cái bài Đình Đại gọi là Làm Người Việt Nam. Đây là cái bài hát mà nhân một chuyến đi lưu diễn qua bên Đức, thì trên một cái chuyến tàu cao tốc thì Đình Đại coi xem Facebook thì mới biết rằng ở Sài Gòn đồng bào xuống đường rất là đông để mà phản đối cái luật đặc khu cũng như là cái luật an ninh mạng. Thì cái hình ảnh mà người người xuống đường như vậy, bỏ công ăn việc làm dưới cái nắng gay gắt như thế và chấp nhận đòn roi, chấp nhận bị tù. Đã được biết rằng sau cái sự kiện này có 17 người trẻ bị bắt và bị tuyên án tới 18 tháng tù. Và khi Đình Đại sang bên này thì được biết là có 2 người trong số 17 người đó được thả ra, 2 người phụ nữ được thả ra, thì hầu như là các chị đều không nản lòng, các chị cũng sẵn sàng xuống đường vì các chị thấy được rằng đây là cái nguy cơ mà mình mất chủ quyền trên ngay chính trên đất nước của mình nó quá lớn. Cho nên là chính những cái hành động đó, chính cái cuộc xuống đường đó nó đã hung đúc và nó đã tạo nên cho Đình Đại cái cảm xúc để Đình Đại viết cái bài Làm Người Việt Nam. Sau đây Đình Đại xin gửi đến quý cô chú bác quý anh chị Làm Người Việt Nam. Ngày hôm nay tôi đã thấy quê hương tôi bừng thức dậy, dòng người đi như con sông lớn để tìm bóng sáng hôm nay. Người người hô vang, người hiên ngang, tiếng bước đi bước đi thành đoàn. Nhìn anh em lệ rừng rừng khoe mắt, mẹ Việt Nam ơi, chúng con đứng dậy là hát người. Hô vang ta cùng hô hát, từ gió trong quê hương Việt Nam. Hô vang ta
nước Nam là của